Đẹp quá. Trời thôi kìa. Quá trời. Đã hả? Đây, thôi rồi. Ở nhà mình chồng mới biết người ta lên xuống đèn heo kìa. Trai không biết rồi. Bún nè, có bún rồi phải không? Bán bún luôn phải không? Nè đây bún luôn nha. Bao nhiêu kiểu bún à? Hai cái. Lấy kiểu bún luôn nè. À, lấy bún luôn. Vậy thôi, coi đó thôi. Nhiều quá, lấy em nữa 2 ngàn. Nữa thôi. Em nói bộ nồi này đủ hay thêm? Hả? Thêm miếng đi, ít quá ăn gì? Me nó kè đấy, me nó kè, me đấy, nó chua. Đây, củ hủ dừa. Mấy tiền? Nhiêu tiền? Cái bảy mà nhiêu ký? 50 ngàn ký. Ủa đây có bán chuối chuối chà bột không mấy con? Con của thím bà chưa? Dạ bánh dạ. Lọt, bắp. Dạ dạ. Cái số đỏ bên bà gì đâu hết cơ. Đây 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 mới. Đây mới đây mới. Bà đang quay đúng không? Đang quay. Để ba cần cần lên thôi. Nhiêu vậy? HIV. Phát trên kênh Nhiêu Lộc. Ủa chủ quán đâu rồi? Rồi quán cà phê Quang Tông vẫn như cũ. Đi cà phê sữa nóng. Để uống cà phê quen xong những cái cảnh cũ ha. Đây bắp xôi bắp cà phê hai món khoái khẩu khi về miền Tây. Wow, đã. Thấy không? Về miền Tây ăn ăn cái gói xôi này 5 ngàn nè. Ủa cái ly cà phê sữa này nhiêu rồi chị? 8 ngàn thôi. Một cái một gói xôi bắp này 5 ngàn nữa có 13 ngàn đồng bạc no một ngày. Nhiêu đây là sống một ngày đó. Về miền Tây đâu cần với lại 13 ngàn nó sống một ngày rồi. Xưa ở quê đi đâu cũng khổ lắm, đi đò đi ghe
Bây giờ quý vị thấy không, cầu bắc bự chà bá lửa đó. Phía trước kia đó là đường ra ngoài sông Tiền. Hồi đó có được cái con đập như vậy á cũng khó lắm á. Bây giờ không những có đập ngăn nước để giữ nước cho bà con tưới tiêu, mà bây giờ đường khá mở rộng hết. Vì thấy ngon chưa, người dân ở tôi, quê tôi đã đổi đời, cho nên mình thấy rằng là cuộc sống nhà quê bây giờ sướng quá, không thiếu bất cứ một cái tiện nghi gì cả, thấy không? Mà ở quê không khí trong lành đó. Ở đây là nhờ vậy mà bà con cũng mở quán làm ăn kinh doanh. Cái quán này cũng khá hay nha. Ở đây xưa làm vườn không, giờ làm ăn, mở quán bán kiếm tiền. Chia làm hai phần, sáng là hủ tiếu, cháo lòng, bò kho, chiều bún riêu, cà phê, nước ngọt. À, có món gì bà chủ ơi? Có bò kho không? Cái nắng gì? Hủ tiếu bò kho. Hủ tiếu bò kho rồi gì nữa? Bánh mì, cháo lòng, bí chà heo, bò viên. Giá này, giá bán này đó, bình dân. Ồ, cái quán gì đủ sống à? Ồ, cái nhà này được hết ta, cất nhà này được á. Bộ chị cất cái nhà được cỡ dày mắt không vậy? Cái này con á hả? Dạ, tất cả luôn á. Nếu mà ra được cái nhà giống vậy? Phải 50. 50 triệu hả? Coi như là 50 đã bao hết mình luôn. Thì trong khi đó lại làm giá thì không thôi. À, vậy đó hả? Chứ bán nó cũng được. Giải chiến thôi á, 50 á. Cũng được á chứ. Bề ngang này chắc 4 thước rồi nè. 5 thước. Ồ, dài sâu vô 5 luôn hả? Mà tối có nóng, trưa có nóng không anh? Hả? Nóng dữ không, buổi trưa? Mày con trước thì em. Mày to lạnh rồi phải không? To lạnh. Hủ tiếu mà thập cẩm á là 30.000 tô. 30.000. Còn cháo lòng 20. Là 80. Cứ như là 4 tô là 120. 4 tô là 120 tô, cháo lòng 20 là 140, 2 bánh mì 146 thôi, lấy 140 thôi. Ờ, dễ thương chứ vậy. Thằng này mini mà. 146 là lấy 140 thôi. Rượu đế mới được nha. Nước mắt quê hương. Uống rượu đế à, tôi uống rượu đế à, không bia đâu. Có rượu đế luôn. Uống bia nó hư bao tử lắm. Uống rượu đế cho nó bình dân à. Rượu này rượu mình nấu hả? Dạ. Có ông anh nấu. Bao nhiêu một xị? À, một chai như vậy là 13.000. Là mấy xị này, 2 xị phải không? 2 xị. 13.000. Dạ. Ở đông chai sẵn vậy. 13.000 kêu một cái dồi không? Hoặc là ít cho ngồi nhậu à. Đó, hoặc là tô súp. Súp chừng 50 thôi. Lai rai là khỏe ha. Dạ, lai rai được. À, thấy không vậy? Đã không, nhậu rẻ. Đây 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 là sư phụ tôi nè đó. Thôi đúng mà. Tao bận cái hai thứ đặn. Đố đố anh biết được ông này nhiêu tuổi á? Tao không biết, lớn hơn ba nó mà. Không biết sao không biết. Không, giờ cậu nói thử bà con chứ không biết cậu nhiêu tuổi đâu. 80 mấy mà còn vậy đó. Ngon lành chưa? Ngon lành luôn. Để cho ông tay dài nè, ông bưng. Đây, tiếp viên tay dài nè. Tiếp được 100 tô hơn đúng không? Bà con mình ăn không vòng nữa thôi. Thế tới là trên cầu phải không? Cầu nó có người đi nó ăn phải không? Được phải không? Chị bé đi đó. Cái được cái trắng hả? Trắng. À, trắng hả? Rồi nó uống không chát. Không chát. Ăn liền luôn khỏi cần, không sợ phân không, thuốc gì hết hả? Không, không có thể xấu, thịt trời bọc rồi. À, đây thấy chưa, bẻ tay dừa nè. Ai nói là bẻ mà ăn được, tôi ăn cho coi nè. Chị ăn luôn kìa. Nè, cầm đi, tôi tháo tôi ăn luôn nè. Chị ai nói dân người Tây tôi mà trái cây ăn được. Cái này bọc giữ lại hả chị? Đúng. Ủa, mốt mình mua một khác hả? Ừ. Đây, ăn tại chỗ luôn nha. Đây mẹ bẻ tại chỗ, ăn tại chỗ luôn á. Vườn này là vườn sạch này, chứ đừng nói là ai nói thuốc gì thuốc. Đây. Ở bự quá. Ngọt thiệt luôn á. Trái này mấy trái 1 ký vậy? 4 trái. 1 ký 4 quả. Cái nhỏ hơn Hiền Anh bự rồi 2. Vậy là 1 ký 10.000 là giao cho lái. Họ lên Sài Gòn họ bán giá khác. Trời, cái này bên Mỹ là mắc tiền lắm. Có Sài Gòn ta lượm vô bọc rồi hàng cơ theo cơ ha. Có người ta bán như hàng cơ sồ không á. Dạ. Hai trái 1 ký á thì giá 14.000. Cái 3 trái 1 ký 13.000, 2 trái 5 trái thì 11.000 á. Ký lại càng lớn, càng lớn. Càng lớn thì con càng ấy. Thì như người ta ký lại ngàn mà giờ nhiều ký.
Lương trăm ký là lương trăm ngàn rồi. Năm nay cũng mừng ha. Năm nay mừng.